mới làm cái thùng nước đá hết 11 triệu. Thùng nước đá này là hai lớp inox, phía bên trong là đổ bằng nhựa để cho nó không bị bể và bị lạnh và sạch sẽ hơn. Thì nước đá là Thi sẽ để vô đây đó, luôn luôn phục vụ biết là con cô bác của mình liên tục nha. Và Thi sẽ có đặt thêm là cái máy nồi luộc gà 300 kg, 25 triệu cũng đang đặt luôn. Thì bất cứ sắp tới nay là sẽ làm bằng máy hết. Còn tủ lạnh này mà sắp tới có hư hết thì dẹp hết luôn. Thì làm một cái bồn lễ làm lạnh luôn, làm giống như là một cái kho lạnh á. Tất cả anh chị em đến quán nhà Thi cũng đã đông đúc quá rồi, cho nên là ngày hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần, cho nên Thi cũng tranh thủ để phục vụ quý bà con cô bác của mình. Thì ngày hôm nay sẽ có những món ăn á, là thức uống thì cả nhà cũng đã biết rồi. Những món ăn thì ngày hôm nay Thi luôn pha chế. Bữa nay Thi sẽ làm trà tắc rất là ngon nha quý vị. Trà tắc bữa nay thơm ngon dữ lắm. Mấy bữa trước mọi người uống thì hơi chua hơi lạc vậy đó, mọi người cũng có thể là thêm vô được. Mà bữa nay trà tắc ngon lắm nha. Một ly trà tắc chỉ có 15 ngàn thôi. Trà tắc Thi ngon mê ly. Uống là phải uống 2 ly mới sảng khoái. Những ai làm công việc nặng nhọc, những ai làm công việc mệt mỏi, làm hồ, chạy xe ôm, bán hàng rong, bán đồ chợ mà hơi mệt mỏi, mà hơi nóng nảy con người, có thể là mua trà tắc Thi về để uống 15 ngàn. Nếu mà uống liền thì để đá, còn nếu không uống liền thì không để đá, để được 4 ngày. Cực kỳ thích, có 15 ngàn à. Trà tắc ngon nguyên chất luôn nha, tắc thì ép nguyên chất luôn. Đây, đây là tắc ép nguyên chất nha, tắc ép nguyên chất. Hạt chia trà tắc thì luôn luôn phục vụ biết con có bác của mình để ra thành phẩm như thế này. Thì trà tắc và Thi luôn luôn đạt được tiêu chuẩn. Nếu không đạt được tiêu chuẩn thì sẽ thay đổi lại những hương vị và thơm hơn, ngon hơn, để thu hút tất cả các quý khách mình, để có một cái ngày ăn ngon miệng, đến quán Thi không thất vọng. Đến xa mà ăn phải ngon, mà ăn không ngon thì mọi người sẽ thất vọng. Cho nên là Thi không muốn mọi người buồn về món ăn. Nếu mọi người có ăn mà thấy sai suất gì đó có thể góp ý, Thi sẽ thay đổi lại. Chân gà rút xương cũng vậy, là Thi cũng pha chế luôn. Tất cả các công thức nhà Thi không được học từ trường lớp, tự pha chế, tự làm ra, để làm sao mà cho vừa lòng khách đến, vui lòng khách đi, vừa khẩu vị với tất cả mọi người. 10 người ngon 8 người là ok rồi, đạt được tiêu chuẩn. Cho nên luôn luôn cũng gắng chinh phục những món ăn của mình, để gắng tiến triển hơn những cái món ăn nhà mình hơn. Để sao? Để vì mình muốn tương lai xa hơn, có những cái công việc ổn định và tốt đẹp, để lo cho tất cả các thành viên nhà Thi, với lại riêng biệt cho cuộc sống của Thi hơn nữa. Thì Thi nghĩ là mọi người đến ở đây là không phải là chủ yếu vui, vừa vui mà vừa ăn ngon nữa thì mọi người mới đến mãi mãi được như vậy. Thì thôi, thì sẽ quay qua không gian phía bên ngoài nha. Đó, chị đi mấy người vậy chị? Rồi, chị kêu đồ ăn chưa? Rồi, chuẩn bị kêu hai người mình ăn dĩa gỏi, dĩa bò, ăn ly nước đi. Có ăn chân gà, ốc bu gì tính thiêu. Chị đến từ đâu vậy? Nhanh phải không? Cảm ơn chị nha, chúc gia đình mình ăn ngon miệng. Chị đi mấy người? Rồi, chị kêu đồ ăn ở đây rồi chị bưng lên lầu, hoặc chị ra ngoài. Ai nói ăn ở đây hả? Vô đây kêu đồ ăn đi ông xã. Đi mấy người vậy? Đi mấy người? Dạ 6 người. 6 người, rồi đây bạn gái, bạn trai hả? Bồ. Top gạt, top gạt. Top hả? Còn anh là gì? Sen. Em là top nè. Em là top nhúng. Rồi dễ cưng quá vậy, kêu đồ ăn chưa? Đi tổng cộng mấy người? 6 người vậy. 6 người, vậy mình kêu đồ ăn ở đây nè, cái mình bưng lên lầu. Dạ. Mình cho hai người bưng đồ ăn đi, 4 người vô ngồi trước cũng được. Vô ngồi ở đâu cũng được, bàn nào trống cứ vô ngồi đi, rồi cái bưng ra. Hai người em bưng đi. Em dễ thương quá ha. Có cho em chụp hình chung. Vậy hả? Không? Mà nhưng mà có trong giới với Thi không? Có. Có hả? Nói chung là rất là vui. Mình kêu đồ ăn đi nha. Ba sáu người mình ăn ba dĩa gỏi hoặc là hai dĩa bò bún Thái. Dạ rồi. Nơi đây là cái nơi để Thi phục vụ với bà con cô bác của mình nè. Cá đi dọn heo bán cái nồi giữa. Còn ở bên kia là bún Thái, bên đây là ốc nha. Thì sắp xếp hết rồi, nồi nung chén bát này nọ rồi. Thi cũng đang tìm một cái căn nhà gần địa chỉ nhà Thi. Có hai lầu để chứa nhân viên Thi ở. Đó, ai có nhu cầu, ai có nhà thì nhớ thông báo Thi nha. Thi nói chung ra là tại vì Thi bán mỗi ngày đồ ăn cũng nhiều, thì mình không biết nói như thế nào cho hơn nữa. Chỉ có là mỗi ngày để phục vụ sao mà cho vừa lòng khách đến, vui lòng khách đi. Bữa nay trời cũng đang trời mưa. Hello. Thì có mua con chó cũng ba lớn rồi đó mọi người, nó bự vậy đó. Y chang đó luôn, thấy ghét lắm. Rồi, dễ cưng lắm. Thì ngày hôm nay bà con cô bác mình cũng đến rất là đông đúc nè. Trời ngày hôm nay cũng mưa mà xe cũng đông nữa. Trời mưa quá trời luôn mà bữa nay á, trời mưa từ lúc mà 12 giờ rưỡi tới bây giờ. Thì cho nên là cũng may rằng khách cũng đến đông. Thì nghĩ là trời mưa này ai cũng có kinh tế khó khăn, mua bán cũng khó, ế ẩm. Xe hơi á, thì sẽ có cái bãi giữ xe đằng kia. Ở đằng đó đã cắt 7 căn nhà này thôi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
là có để có bảng hiệu đi thi giống như vậy nè, giữ xe 3.000 mà xe hơi là 20 nha. Tại vì xe hơi để vô cái hết cái vị trí của người ta rồi, nhưng mà xe hơi để được có 4 chiếc à, cho nó dễ dàng tiện lợi vui vẻ cả hai. Đối với thi thì cũng muốn gì cho mọi người tiện lợi lắm. Hồi xưa thì định mướn cái siêu thị này nè đó, mà hồi đó là Bách Quá Xanh, cái bắt đầu cái sau đó cái bắt đầu cái người ta thuê cho người khác luôn đó, chứ không thôi là thi mướn cái đó để xe đó, là không cần mướn bãi nhiều, mướn cái chỗ này thôi là để xe chấn động luôn rồi bán đồ ăn bên đó luôn, hai bên luôn. Bây giờ thi đang tìm một cái căn nhà nữa cho nhân viên thi ở, vô trong ngồi đi em. Thi đang tìm một cái bãi nữa, thì bây giờ thi đi qua đây nha, khách hàng cũng đã đông quá, thi sẽ đi qua đây để tiện lợi để quay phim. Sau đây thi đang đứng ở giữa đường ở ngay trung tâm quán gọi đầy đủ Ti Thi, thì cả nhà cũng thấy nhé, Ti Thi gọi đầy đủ 2. Thì cũng có anh chị em nhiều người hỏi tại sao mà để gọi đầy đủ 2, tại vì quán 1 á nó sẽ có ảnh hưởng trục trặc, phải không? Giờ mình đi qua cái quán 2 thì mình sẽ để 2 cho nó khác hơn. Còn ví dụ đi quán khác nữa là thi để gọi Ti Thi gọi đầy đủ 3. Đó thì để vậy đó. Tại sao cứ dời cái địa điểm là để đổi cái tên khác, đổi cái tên cuối thôi, không cần đổi cái vị trí của tên của mình, phải không? Đó. Còn địa chỉ 546 An Dương Vương tại app Gas Shopee thì để trên đó hết. Nhưng vì cái bảng hiệu này á, lúc đó là thi bán đồ ăn cũng hơi ít, cho nên là thi cũng chưa hoạt động bán đồ ăn nhiều. Nhưng mà vì hôm nay bán đồ ăn nhiều quá rồi, những cái menu này nè, thi cũng định là thôi kệ đi, giờ cũng còn mới còn đẹp, mới có được có 1 năm mà. Thì đi định là thôi kệ bán chừng nào mà kiểu như là 2 năm 3 năm nữa là thi sẽ thay, thi sẽ thay cái kiến, cảm ơn em. Thi sẽ thay lại là giống như là chạy đèn luôn, chạy đèn led. Đó. Thì nhà thi rất là nhộn nhịp nha mọi người, nhìn thấy không? Đó, xe cộ cũng rất là đông đúc. Mặt bằng này một nè. Một bãi bên đây để giữ xe mặt bằng nè, một bãi bên đây để giữ xe nè. Bên đây đầy rồi qua bên đây. Đó, còn dưới kia một bãi nữa. Bây giờ đang tìm một cái căn nhà nữa để thuê để cho nhân viên ở, mở lên lầu trên. Mở lên lầu trên là đẹp lắm nha quý vị, mở sân thượng á. Ở nhà thi trước cửa cổng á nó sẽ có hai cái ống như vậy nè. Hai cái gì cái này kia bằng gì? Hai cái cống trước cửa nhà luôn. Trời ông xã này đẹp trai vậy. Hello, Việt Nam hả? Người Việt phải không anh? Việt Kiều hả? Việt Kiều Mỹ hả? Hay Pháp? Pháp hả? Bởi vì mẹ giống Pháp quá trời. Mẹ anh hả? Rồi anh có vợ chưa? Chưa. Chưa hả? Vậy lấy em đi làm vợ anh. Đẹp trai quá à. Rồi chừng nào về Pháp lại. Ăn đồ ăn em ngon không? Cái mặt lai quá ha. Cái mặt lai giống như ca sĩ của Hồng Kông quá à. Cảm ơn anh nha. Chúc gia đình mình vui vẻ. Mẹ đẹp gái quá ha. Năm nay ngoại nhiêu tuổi rồi? Đó. Ngoại chắc sợ 65. 80 rồi. Trời ơi đẹp gái với trời. Cảm ơn ngoại nha, con ngoại cũng đẹp quá trời luôn, cái mặt đẹp quá trời luôn. Ngoại đẹp quá, 80 mấy tuổi mà nhìn trẻ quá ha, giống 65 vậy. Cảm ơn ngoại nha, chúc ngoại mạnh khỏe nha. Thôi giờ sau đây khách cũng đã đông quá rồi, cho nên không có thời gian mà để tiếp xúc quý bà con cô bác của mình. Thôi bây giờ tranh thủ để làm sao để cho mọi người ăn, để cho ngon miệng và no bụng, để lẹ làng nhanh tay. Thì nhân viên bên Thi cũng có đông người để phục vụ bà con mình nè. Có thể là mọi người đến ở đây ăn nha, lên lầu hoặc là ở dưới. Sau đây thì cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý bà con cô bác mình đến từ các nơi, các tỉnh, các nước luôn luôn hướng đến tới kênh YouTube của Ti Thi mỗi ngày. Thì cũng xin chân thành cảm ơn. Nếu mà có đến điều gì đó sai suất mà không hay, ăn không ngon hoặc là thiếu mặn, thiếu ngọt, thiếu chua, có thể báo với nhân viên bên Thi xin thêm cho được. Ăn không hết, uống không hết, xin hộp đóng cái bọc đem về ở tại quầy. Chúc tất cả các quý khách có một ngày vui vẻ và ăn ngon miệng. Mở cửa vào lúc 12 giờ cho đến 22 giờ tối tại tất cả các app ship các quận, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn tất cả anh chị em. Hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào chương trình HTV Ti Thi vào lịch ngày mai.